Đôi giày đắt tiền. Xin chào quý khách, xin mời quý khách vào xem hàng. Đây chẳng phải là cô Hường, khách VIP của khu trung tâm mua sắm và là stylist đang được quan tâm trên mạng sao? Thật hả? Nghe nói cửa hàng nào cô ấy thích thì sẽ nhanh chóng nổi tiếng phải không? Ừ, chính là cô ấy đấy. Có thể cho tôi thử đôi giày này được không? Dạ, để tôi lấy xuống cho quý khách. Rất hợp với bộ đồ quý khách đang mặc. Đây là đôi giày theo thủ công của cửa hàng nên rất hiếm ạ. Thật vậy sao? Tôi thấy rất vừa chân và êm nữa. Đây chẳng phải chính là đôi giày... Nè, đây có phải chính là hai chiếc giày đấy không? Chính là chúng. Nhưng có ai biết đâu. Tôi đã nói mà, đến tôi còn nhầm thì không ai có thể biết được, tiểu tiết đấy. Cậu xem đi, cô ấy rất thích chúng và cũng rất hợp với cô ấy nữa. Chỉ cần chẳng nói ra, chẳng ai biết được điều ấy đâu. Mà bây giờ cậu nói khéo còn to chuyện hơn. Nhưng như thế đâu có được. Hàng của chúng ta đâu phải loại hàng ít tiền. Thưa quý khách, tôi thấy đôi này cũng hợp với phong cách của chị. Chị có muốn thử không ạ? Cũng được, tôi sẽ thử. Cô ơi, tôi vẫn lấy đôi giày hồng ban nãy nhé. Tôi thích đôi ấy hơn. Vâng, để tôi gói đồ cho quý khách. Tính tiền giúp tôi đôi này. Dạ, của quý khách là... Có vấn đề gì thế cô? Xin lỗi quý khách, để tôi kiểm tra lại hàng hóa một chút ạ. Xin lỗi quý khách, đây là hai chiếc giày. Quý khách có muốn lấy chúng không ạ? Cô nói gì vậy? Đây là một đôi giày mà, sao cô gọi chúng là hai chiếc? Xin lỗi quý khách, chúng tôi đáng lẽ phải kiểm tra và báo sớm với chị. Vốn dĩ đây là hai chiếc giày của hai đôi giày khác nhau. Lần trước không rõ vì lý do gì mà nhân viên cửa hàng đã lấy nhầm ra để bán, và còn lại mỗi đôi một chiếc để ghép đúng thành một đôi. Thật sao? Nhưng chúng rất đẹp và còn rất giống một đôi nữa. Vâng, thật sự là nó rất giống nhau và nó cũng phù hợp với bộ đồ của chị nữa. Chỉ là tôi nghĩ rằng chúng khó có thể nhận ra. Xin lỗi quý khách. Chị có thể thấy phần đế giày. Chiếc bên phải có một đường viền màu đậm hơn một chút. Vì mỗi đôi giày của chúng tôi đều sản xuất thủ công, nên có những đôi sẽ có một điểm nhấn khác nhau. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra điều này ạ. Vậy là nếu như các cô không nói, thì tôi đã đi phải hai chiếc giày, chứ không phải là một đôi giày sao? Xin lỗi quý khách. Đây là lỗi của chúng tôi. Đáng lẽ chúng tôi nên nói sớm hơn ạ. Không sao. Chẳng phải tôi đi cũng rất đẹp đó sao? Tôi vẫn lấy đôi giày này. Cảm ơn các cô vì đã nói cho tôi sự thật về hai chiếc giày này. Tôi sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa. Thật sao ạ? Cảm ơn chị. Đây rồi. Đây chính là cửa hàng mà blogger Hường Stylist chia sẻ đấy. Đôi giày đẹp đưa bạn đến những nơi tuyệt vời. Sự chân thành đưa bạn tiến xa. Đúng là cửa hàng này rồi. Tôi cũng muốn có một đôi giày như cô ấy. Trong cuộc sống luôn cần có một chữ tín, đặc biệt trong kinh doanh, tài sản và danh dự cũng từ chữ tín mang lại. Bài học lớn nhất. Kiên đã về đấy hả con? Sao mua nhiều đồ vậy con? Mấy cái này là con mua tặng sinh nhật bạn. Mang tiếng con nhà có điều kiện, tặng quà cũng phải tươm tất một tí chứ mẹ. Bạn bè cốt có ở tấm lòng, bạn mà chỉ chú trọng hình thức tiền nong thôi thì con cũng nên xem lại bạn bè con à. Mà Kiên nè, bố nói con muốn đổi xe máy à? Cái xe máy bố tặng con mới đi được có mấy tháng, vẫn còn mới và tốt mà, cần gì phải mua xe mới con? Còn xe đấy bây giờ lỗi mốt rồi mẹ ơi. Vừa có dòng xe mới ra, trông thời thượng lắm, rất hợp với dáng con.
Mẹ, mẹ nói với bố mua cho con đi mẹ. Bố không đồng ý đâu. Kiên này, con năm nay cũng tốt nghiệp đại học rồi, đi làm cũng được 2 tháng, cũng được tính là người trưởng thành rồi nhỉ? Vâng, tất nhiên rồi ạ. Mà sao tự nhiên bố lại hỏi vậy? Con giờ cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đi làm và kiếm được tiền. Bố mẹ quyết định để con ra ở riêng để con sống tự lập, tự có kế hoạch và quản lý cuộc sống của mình. Vậy cũng được, mai con sẽ chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp của nhà mình. Con cũng đang định xin bố mẹ cho con ra ở riêng. Căn nhà đó bố mẹ đang cho thuê rồi, con tự đi tìm nhà rồi chuyển. Gì cơ ạ? Bố, mẹ, con biết tìm nhà ở đâu chứ? Sao không biết tìm nhà ở đâu? Ở thành phố này, nhà trọ, phòng trọ thiếu gì? Bao nhiêu người vẫn ở đó thôi, bố chỉ nói thế. Còn việc của con, từ giờ con tự lo. Bố, mẹ. Mẹ nghĩ con nên nghe lời bố, ra ở riêng sẽ tốt cho con à. Đây là khu nhà mà thằng bạn bảo mình là khang trang đi ư? Nồi cơm điện này, máy hút bụi này, máy xay sinh tố này, bát, đũa, còn gì nữa nhỉ? Em trả bằng tiền mặt hay thẻ? Bằng thẻ chị ạ. À? Thẻ này hết tiền rồi em. Sao cơ? Hết tiền ạ? Chắc bố khóa thẻ rồi. Vậy em trả bằng tiền mặt chị ạ. À? Nhưng em trả bớt lại một ít đồ vì tiền mặt không đủ. Cô chủ, cháu mời cô vào. Kiên ơi, tiền nhà và tiền đặt cọc nhà 1 tháng cháu vẫn chưa đóng cho cô. Cháu đóng cho cô nhé. Cháu tưởng ở hết tháng rồi mới đóng ạ. Cháu chưa đi thuê nhà bao giờ phải không? Ở đâu cho thuê mà chẳng thu tiền trước hả cháu? Thôi chết, cháu đi mua đồ hết tiền rồi. Trời đất, sao toàn mua đồ đắt tiền mà tiền nhà không có? Vâng, tại cháu trót mua hết rồi nên cô cho cháu nợ. Tháng này có lương, cháu sẽ trả ngay ạ. Thôi được rồi, tháng này cô cho nợ. Đến đầu tháng sau là phải trả tiền nhà 2 tháng đây nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô. Từ giờ tới lúc có lương, mình lấy gì mà ăn đây? Mang tiếng con nhà giàu mà đi vay mượn, mất mặt lắm. Đúng rồi, mình cần gì cái tivi to thế? Đem bán quách đi, mua một cái bé hơn cũng được. Có lương rồi, lại có tiền đi bạc ti cùng bọn thằng Hoàng trên ba rồi. La la la. Nhưng một lần đi ba mất cả nửa tháng lương, lại sẽ phải đóng một đống tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Thôi mình phải lo cái thực trước đã, ở nhà vậy. Đúng chỗ này rồi anh, mình vào thăm con thôi. Kiên. Bố, mẹ. Bố, mẹ, sao bố mẹ lại đến đây? Mẹ nhớ con thì đến chứ sao. Với lại bố mẹ cũng muốn xem điều kiện ăn ở của con thế nào. Con vẫn ổn. Con đang sửa lại cái tivi cũ xem cho đỡ buồn. Bố mẹ vào phòng, để con đi chợ một lát là xong. Hôm nay bố mẹ tới nên con đặc biệt là một bữa thịnh soạn. Có thịt rang cháy cạnh mẹ thích nè. Mẹ xin. Wow, ngon quá. Không ngờ mới có mấy tháng mà con trai của mẹ đã biết nấu ăn, lại còn nấu ăn ngon thế. Có cả trứng tráng mà bố thích nữa. Bố cảm ơn. Bữa ăn thịnh soạn của con mà chỉ có thịt rang cháy cạnh và trứng rán sao? Xem ra 4 tháng qua con đã rất vất vả. Không đâu mẹ ạ. À. Những ngày qua tự kiếm tiền, tự trang trải các chi phí mà không có sự hỗ trợ từ bố mẹ. Đã có lúc con thấy rất khó khăn, dần dần con biết chi tiêu hợp lý hơn. Tới bây giờ, con thấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình đã là một niềm vui rất lớn. Con không hề thấy vất vả đâu mẹ à. Con thấy có lỗi và thương bố mẹ hơn, thấy quý trọng tiền bạc làm ra. Chú Kiên ơi! Cháu chào ông bà. Chào các cháu. Hai nhóc đến học bài à, mau vào đây. Thời gian rỗi, con hay dạy mấy đứa nhóc trong xóm học bài. Con thấy rất vui và có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những lần đi bạc ti tiệc tùng thâu đêm của con ngày xưa.
Con trai, con đã trưởng thành rồi đấy. Nào các cháu, ngồi xuống ăn cơm với ông bà và chú Kiên, xong rồi học bài nhé. Vâng ạ. Sống hay chết? Xin chào. Tôi đang ở đâu thế này? Cậu đang ở phòng làm việc của tôi. Tôi đang lái xe trên đường về. Đợi chút. Tôi trông thấy ánh đèn pha của một cái xe khác. Đúng rồi. Và ngay lập tức cậu đi thẳng đến văn phòng của tôi. Không thể nào. Hầu như ai gặp tôi cũng nói câu đấy. Mời anh ngồi. Chúng ta có một cuộc phỏng vấn trước khi anh thực sự rời sang thế giới bên kia. Trời ơi, tôi đã chết ư? Không thể nào. Uống nó đi, nó sẽ giúp anh khá hơn. Ông cho tôi uống gì vậy? Thần dược giảm sốc, bí quyết gia truyền của gia đình tôi. Thôi nào, chúng ta phải nhanh chóng vào việc, tôi không có nhiều thời gian. Đằng nào tôi cũng đã chết, còn việc gì để làm nữa? Tôi ở đây để giúp những người xa lìa trần thế được thanh thản. Nào, nói cho tôi biết về điều anh hối hận nhất. Hối hận ư? Từ điển của tôi không có hai từ hối hận. Cả đời của anh không hề hối hận một lần nào à? Đúng, tôi là một nhà kinh doanh thành đạt. Tôi có vợ hiền, các con học giỏi cấp quốc gia. Cả một đời tôi đã luôn cố gắng để không phải chạm mặt với hai từ hối hận. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ cho anh một vài ký ức trong cuộc đời của anh để anh được một lần nữa gặp lại các người thân của mình. Đến thăm thầy của con ở trường, bố nhớ về nhé. Chắc chắn rồi. Muộn rồi, con không đi ngủ đi. Con phải học để giành được giải thưởng. Như vậy bố sẽ rất tự hào. Hôm nay tôi bận nên không về được. Anh thay giúp em bóng đèn nhà tắm nha. Nó hỏng rồi. Anh phải đi làm rồi. Để đó anh thay sao? Anh không ăn cơm đâu. Mà sao cái mặt em bí xị như thế? Có mỗi việc nhà cũng không xong. Tết này con nó lại bận không về được rồi ông à. Bình tĩnh nào, chúng ta là đàn ông mà. Trong đời mỗi người ai cũng từng mắc sai lầm, mà sai lầm thì phải biết hối hận. Hối hận là xem xét lại những việc đã làm để ta nhận ra những sai lầm và mong muốn không mắc lại chúng nữa. Hối hận thúc giục ta sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra, nếu còn có thể. Ông nói thế có ích gì nữa? Làm sao tôi có thể sửa chữa lỗi lầm khi mình đã chết? Đúng, anh đã chết, nhưng tôi ở đây để giúp anh nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ. Anh có thể quay lại từ biệt những người anh thương yêu lần cuối. Hãy nghĩ trong đầu nơi anh muốn tới. Cảm ơn ông. Lỗi. Con yêu mẹ. Nào, đến lúc rồi. Cảm ơn ông nhiều. Không có gì đâu, giờ thì đến lúc lên đường rồi. Đi ngủ thôi, hy vọng cho đến sáng không còn cuộc phỏng vấn nào. Tiền tiết kiệm trong ví mẹ. Đào Tết đi các bác ơi. Canh treo Tết giảm giá 30% này mọi người ơi. Gà sống đây. Các cô các bác ơi. Đẹp quá mẹ ơi.
đi nào con, về nhanh không sắp tối rồi. Mẹ ơi, đôi giày có cái nào đẹp quá. Mẹ, mẹ mua cho con đi. Ừ, đẹp thật. Nhưng mẹ không mang đủ tiền. Mau về thôi con. Nào, hai chị em đưa mẹ xới cơm ăn trước, rồi còn học bài nữa. Ờ, không chờ ba hả mẹ? Ừ, chắc là cuối năm nên ba bận nhiều việc, chắc về nhà muộn hơn một chút. Hai chị em cứ ăn trước đi con. Ba về rồi đây. Chào cả nhà. Chúng con chào ba ạ. Anh đi rửa mặt mũi chân tay đi cho mát rồi vào ăn cơm. Muộn thế này chắc cũng đói lắm rồi. Cuối năm nhiều việc hơn hả anh? Thôi em à, cứ từ từ rồi tính. Anh đi rửa mặt mũi chân tay đã. Chà, ba đói bụng quá. Có ai muốn ăn thi với ba không nào? Ba ơi, Tết ba mua cho con đôi giày ở trên chợ thị trấn được không ạ? À? Hôm nay đi chợ cùng mẹ con nhìn thấy, đẹp lắm. Ờ, thế à? Vâng, đẹp lắm đó, ba mua cho con nhé. Tết này con chẳng cần gì cả, chỉ cần đôi giày ấy thôi. Ừ, cái này để ba xem. Lan, con như vậy là hư đó. Ba vừa đi làm về, còn chưa được ăn gì. Mà công việc hàng ngày của ba mẹ đều vất vả. Kiếm được đủ tiền lo cho hai con cũng rất khó khăn rồi. Nhưng con thích đôi giày ấy. Đôi giày ấy rất đắt tiền, Tết nhất đến nơi rồi. Nhà mình còn phải lo nhiều việc lắm con. Con đừng nhắc tới chuyện này nữa. Thôi nào. Cuối năm đúng là nhà ta có nhiều việc quá. Để khi nào có nhiều tiền hơn, ba mẹ sẽ mua cho con đôi giày ấy nhé. Vâng ạ. Hả? Na, con làm gì thế? Mẹ. Na, ai cho phép con lục ví của mẹ mà không xin phép? Mẹ, vì con chỉ muốn em có một đôi giày làm quà năm mới. Mẹ đã nói nếu đủ tiền thì mẹ sẽ mua. Sao con hư thế lại lấy trộm tiền của mẹ? Con học cái thói xấu ở đâu ra vậy? Không phải đâu ạ. Con không bao giờ dám lấy tiền của mẹ. Mẹ nói khi nào đủ tiền sẽ mua cho em. Nên con chỉ muốn bỏ thêm tiền trong ống heo của mình vào ví của mẹ. Để mẹ có nhiều tiền hơn thôi. Sao? Con... Mẹ xin lỗi. Mẹ đã bắn nhầm con rồi. Con đã tặng em một món quà rất đáng quý, mà chắc chắn tiền không bao giờ có thể mua được. Con hãy cất tiền của con đi. Mẹ nhất định sẽ mua cho em con. Hướng Dương thương nhớ. Bà ơi, bà dạy xem tôi mang gì về cho bà nè. Ôi, hoa hướng dương đẹp quá. Nhiều khi tôi thấy ghen tị với hoa hướng dương đấy. Vì bà yêu chúng hơn cả tôi nữa. Ông cứ trêu tôi. Tôi rất yêu hoa hướng dương. Tôi cảm thấy màu vàng ấm áp của chúng có thể thắp sáng những nơi u tối nhất. Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Tiếc là tôi không còn nhiều thời gian nữa để được ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp này. Bà đừng nói thế, rồi người ta sẽ tìm ra thuốc để chữa bệnh ung thư. Bà sẽ khỏe lại thôi. Không biết tôi có chờ được đến lúc đó không ông à? Bà phải tin tưởng và hy vọng chứ. Như hoa hướng dương ấy, tôi sẽ trồng cho bà cả một cánh đồng hoa hướng dương. Bà sẽ có cả một cánh đồng hoa để hy vọng và tin tưởng. Bà phải đợi, bà ngắm chúng đi nhé. Ông à, cảm ơn ông. Yếu thế sao lại ra đây? Tôi tự lo được mà. Tôi muốn giúp ông. Không được,
để tôi đưa bà vào nhà. Ông à, chắc tôi không đợi được đến lúc cánh đồng hương dương nở hoa nữa đâu. Bà ơi! Ba ơi, con nấu món thịt bò hầm ba thích nè, ba ăn một chút đi ba. Bà không muốn ăn, con cứ để đó. Hay để con đưa ba ra ngoài đi dạo một lát. Trời hôm nay đẹp lắm, gần một tháng nay ba không ra khỏi nhà rồi. Bà không muốn đi đâu cả mà không có bà ấy. Ba ơi, ba ra ngoài này bà xem. Xem cái gì? Ba ra xem đi ba, nhanh lên ba. Cánh đồng đã nở hoa rồi ba ơi. Tôi rất yêu hoa hướng dương. Tôi cảm thấy màu vàng ấm áp của chúng có thể thắp sáng những nơi u tối nhất. Nhìn cánh đồng hoa hướng dương, tôi như thấy bà luôn ở bên tôi vậy. Ba ơi, con vẫn nhớ mẹ thường nói hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Ở đâu đó chắc mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu chứng kiến ba con ta sống vui vẻ ba nhỉ. Mùa hoa này rồi sẽ tàn. Bà muốn cánh đồng này sẽ nở hoa mãi mãi. Nở hoa mãi mãi sao ạ? Ông Don đã thuyết phục những người dân quanh đó cho ông trồng hoa hướng dương trên đất của họ. Hiện nay, cánh đồng hoa đã trải dài đến 7 km. Hàng năm, hạt hướng dương được thu hoạch đem bán để giúp đỡ bệnh nhân ung thư và quyên tiền cho các dự án nghiên cứu liệu pháp chữa trị căn bệnh này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!